Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt phương án điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bộ cánh diều do nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. Trước đó, dư luận đã phản ánh về việc sách giáo khoa môn tiếng Việt 1 của bộ sách cánh diều có một số nội dung chưa phù hợp. Tài liệu chỉnh sửa của sách giáo khoa cánh diều gồm hai phần. Phần 1 có 11 bài đọc thay thế cho 11 bài trong sách giáo khoa bị cho là không phù hợp. Phần 2 điều chỉnh bổ sung nhiều từ ngữ bị cho là phản cảm, khó hiểu. Cũng trong văn bản, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện cung cấp tài liệu này đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn tiếng Việt 1 bộ sách cánh diều, đảm bảo kịp thời với hình thức cung cấp phù hợp, thuận tiện cho người sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục Đào tạo. Cũng không riêng sách giáo khoa cánh diều, mới đây nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng có văn bản gửi Bộ Giáo dục Đào tạo xin chỉnh sửa sách giáo khoa của cả 4 bộ sách lớp 1 mới do nhà xuất bản này tổ chức biên soạn. Việt Nam cam kết sẽ tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tái chế nhựa, sản xuất nhựa theo công nghệ hiện đại. Đó là khẳng định mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra trong lễ khởi động chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa tại Việt Nam NPAP diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hiện nay Việt Nam phát sinh khoảng 22 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có khoảng 10% là nhựa và đang ngày một gia tăng, gây nhiều nguy hiểm cho môi trường. Thông qua chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa tại Việt Nam NPAP, các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam giảm thiểu đáng kể dòng chất thải nhựa ra môi trường đất liền và đại dương, xây dựng lộ trình loại bỏ nhựa một lần, túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt tại các khu đô thị, khu du lịch ven biển và các khu bảo tồn biển. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cần thiết lập khuôn khổ pháp lý và thể chế ở phạm vi quốc gia về trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất các sản phẩm nhựa. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn về nhựa và vi nhựa, chuyển đổi ngành sản xuất nhựa theo hướng bền vững, đảm bảo thân thiện với môi trường và tăng cường tái chế, tái sử dụng các chất thải nhựa. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ về tái chế nhựa, sản xuất nhựa theo công nghệ hiện đại. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hành vi tiêu dùng nhựa thông minh và bền vững, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa hiệu quả, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội tiếp tục chung tay cùng chính phủ trong nỗ lực giảm thiểu chất thải nhựa. Chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động trong phòng tránh thiên tai, nhất là tại các khu vực dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đây là nội dung được đề cập tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và tổng kết công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là tập trung xây dựng đề án quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật về khí tượng thủy văn và nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc, xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra trung ương về công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán tại 12 tỉnh, thành phố. Các địa phương khác chủ động công tác thanh kiểm tra từ các cấp xã, phường đến quận, huyện, thành phố. Đây là thông tin được Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đưa ra tại cuộc họp chiều nay. Cục An toàn thực phẩm cho biết trong năm 2020, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra giám sát công tác an toàn thực phẩm tại các địa phương. Theo đó phát hiện hơn 58.000 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền lên tới 45 tỷ đồng. Đình chỉ lưu hành 600 loại thực phẩm của 788 cơ sở sản xuất kinh doanh, tiêu hủy sản phẩm vi phạm của gần 2.000 cơ sở. Nhận định dịp cuối năm, công tác an toàn thực phẩm sẽ có nhiều sai phạm. Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiến hành thành lập các đoàn thanh kiểm tra đột xuất từ đầu tháng 1 năm 2021 đến hết mùa lễ hội. Trong đó tập trung mạnh vào các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết, các cơ sở bán hàng ăn uống tại các khu vực lễ hội. Đặc biệt sẽ tăng cường các đoàn thanh kiểm tra tại xã phường đối với các cơ sở sản xuất hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ.
Sáng nay, lễ khai trương cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam FTA đã được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Thông qua cổng thông tin điện tử này, bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào quan tâm đến các cam kết FTA có thể tiếp cận được một cách chi tiết, rõ ràng nhất, thay vì phải liên hệ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do FTA tại địa chỉ fta.moit.gov.vn cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quan tâm đối với cam kết của các FTA mà Việt Nam tham gia, trong đó tập trung vào các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, cũng như các thông tin khác về thị trường, các quy định về xuất nhập khẩu, phát triển bền vững và nhiều thông tin hữu ích khác. Có lẽ là chưa bao giờ mà những cái nội dung cải cách của chính phủ Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay, nhất là khi chúng ta bên cạnh những cái chủ trương và những cái quyết sách của chúng ta, thì chúng ta còn đang thực thi những cái cam kết của chúng ta trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cái yêu cầu rất cao, cả trong CPTPP, EVFTA và rất nhiều hiệp định khác. Thì có thể nói là như vậy, thì đây là một cái niềm tin của chúng ta để trong thực hiện cái chiến lược đối ngoại về đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ của chúng ta, và để tránh chúng ta ở cái thế bị động và chúng ta có đủ điều kiện để xây dựng một nền kinh tế tự cường và không phụ thuộc, và trên cơ sở của chúng ta, như tôi vừa nói, là trên cơ sở của chiến lược đa phương hóa và đa dạng các mối quan hệ, trước tiên là trong kinh tế và thương mại. Tôi cho rằng Việt Nam đã thể hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do quốc tế, và điều này rất quan trọng, cho phép Việt Nam nắm bắt những cơ hội trong hoạt động thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, cơ hội chỉ được tận dụng tối đa nếu doanh nghiệp nắm bắt được đầy đủ thông tin. Đó là lúc cần có cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do, cho phép doanh nghiệp tiếp cận thông tin theo thời gian thực tế về các điều kiện khác nhau liên quan đến FTA, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược nhằm gia tăng lợi nhuận hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới trong việc xây dựng cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do FTA để giúp cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt những lợi ích to lớn từ các FTA, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và hồi phục kinh tế. Phó Thủ tướng gợi ý Bộ Công Thương cần nhanh chóng hoàn thiện các tính năng của cổng thông tin để giúp cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đưa ra những lựa chọn tối ưu trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việt Nam có tên trong gói cứu trợ COVID-19 của chính phủ Mỹ. Theo toàn văn gói được đài CNN đăng tải, gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua ngày 21 tháng 12 có dành gần 170 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam với các hạng mục liên quan đến chất độc da cam và hòa giải sau chiến tranh. Trong đó có 14,5 triệu đô la Mỹ dành cho các chương trình sức khỏe và khuyết tật ở các vùng bị giải chất độc da cam và ô nhiễm dioxin. Khoảng 19 triệu đô la Mỹ sẽ được cung cấp cho các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả ở các địa điểm ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ sẽ được chi cho một chương trình hòa giải sau chiến tranh. Trước đó, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, lưỡng đảng Quốc hội Mỹ đã thông qua gói cứu trợ kinh tế trị giá 900 tỷ đô la Mỹ nhằm khôi phục nền kinh tế do các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua gói chi 1.400 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá tiếp theo.